Thưa quý vị, thưa các bạn, từ một cây mọc tự nhiên ở các triền núi, cây sơn tra hay còn được gọi là cây táo mèo, nay đã trở thành cây trồng chủ lực trong trồng rừng và là cây xóa đói giảm nghèo của đồng bào vùng cao Yên Bái. Hiện toàn tỉnh Yên Bái có hơn 1.200 hectare táo mèo với sản lượng hàng năm ước đạt 1.700 tấn quả một năm. Những năm gần đây, cây táo mèo đã thật sự mang lại nguồn thu đáng kể, góp phần xóa đói giảm nghèo cho đồng bào các dân tộc nơi đây. Cái sơn tra muống trẻ hay trên này gọi là cây táo mèo á, thì chúng tôi có khoảng trên 2.000 ha và diện tích cho thu hoạch từ khoảng 1.400-1.500 đấy, sản lượng mỗi năm từ tầm khoảng gần 2.000 tấn. Hiện nay giá trị sơn tra thì cũng rất là tốt, thu nhập từ sơn tra khoảng 64-65 tỷ đồng một năm. Táo của tôi đây thì tôi trồng được năm nay là năm thứ 6, và về cái chi phí đầu tư để trồng đây thì kể ra thì diện tích thì tầm khoảng 5 ha, nhưng với kinh phí thì cũng không lớn, nó tầm khoảng 100 triệu thôi. Thì chủ yếu là công cuốc sới với bón phân làm cỏ, cái chi phí thì như vậy. Riêng một cây thì đã thu được 3 triệu rồi, mất một gốc. Với mục tiêu trồng mới 6.200 ha sơn tra để đến năm 2020, diện tích sơn tra toàn tỉnh đạt 10.000 ha. Sản lượng đạt 7.500 tấn, tăng 5.000 tấn so với năm 2015, góp phần bảo đảm an ninh môi trường, giảm nhẹ thiên tai và đặc biệt là việc nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong công tác nhận khoán bảo vệ rừng và hạn chế tối đa cháy rừng xảy ra trong mùa hanh khô hàng năm. Huyện Mù Căng Chải đã có chủ trương là sẽ phát triển thêm từ 600 đến 800 ha trong một năm và mỗi ha là sẽ hỗ trợ trên 80 triệu đồng trong mỗi một ha. Đấy thì là từ đây cho đến 2025 thì chúng tôi sẽ phát triển từ khoảng 5.000 đến 7.000 ha bổ sung và là cái nguồn được giữ cho cái độ che phủ cũng như là cái giữ trại phòng cháy chữa cháy của huyện Mù Căng trong những năm tiếp theo. Trong tương lai, việc phát triển rừng được thay thế bằng trồng cây sơn tra sẽ đem lại nguồn thu nhập cao, ổn định lâu dài. Cùng với đó, quả sơn tra đã được Cục Sở hữu Trí tuệ Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu với tên gọi Sơn tra Mù Căng Chải, do Ủy ban Nhân dân huyện Mù Căng Chải làm chủ sở hữu nhãn hiệu, từ đó nâng cao giá trị sản phẩm và ổn định giá cả khi xuất ra thị trường. Năm 2016, chúng tôi đã thực hiện về cái nhãn hiệu Sơn tra là đã được Cục Sở hữu Trí tuệ là đã công nhận và trao giấy chứng nhận để là lấy cái thương hiệu nhãn hiệu chứng nhận để đảm bảo được cái vị trí của vùng trồng sơn tra tại Mù Căng Chải. Trước tiên là chúng tôi tiếp tục là tập huấn và triển khai những cái nhãn hiệu sơn tra này tới toàn thể các hộ kinh doanh, tiếp tục tuyên truyền bà con và là giữ cho các quả sơn tra là đến cái độ chín thì nó mới đi hái. Hiện hai huyện Trạm Tấu và Mù Căng Chải đã hình thành vùng trồng sơn tra với diện tích 3.820 ha, 908 ha đang cho thu hoạch, sản lượng bình quân trên 2.500 tấn quả một năm. Cây sơn tra ngày càng khẳng định vị thế trong cơ cấu cây trồng, tạo cơ hội xóa đói giảm nghèo và tiến tới làm giàu cho đồng bào vùng cao. Thank you.